Xin chào mọi người. Chiến thần ở rễ Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, chương 4393 đến chương 4397. Chú Sạp lúc này đã không còn sự phẫn nộ như trước đó, mà nở nụ cười rạng rỡ. Theo hắn thấy, mình đã gặp được một thằng nhóc xuẩn ngốc nhiều tiền. Chú Sạp trực tiếp dựng thẳng lên ba ngón tay với Dương Thanh. 3.000 linh thạch thượng phẩm sao? Dương Thanh hỏi, đồng thời lại lấy ra 2.000 linh thạch thực phẩm đưa cho chú Sạp. Được, ta lấy. Thế nhưng là chú Sạp lại lắc đầu cười nói, là 3 vạn linh thạch thượng phẩm. Ngươi đừng tưởng tấm ván gỗ này có vẻ như không đáng chú ý, mà đây chính là gỗ được cắt ra từ một gốc linh thụ vài vạn năm tuổi tại bên trong cổ võ trung giới của chúng ta. Không đợi chú Sạp tiếp tục nói khoác xong, Mã Siêu lập tức không hài lòng cắt ngang lời hắn. Trước đó ngươi không phải cũng tự mình thừa nhận đây chính là một tấm gỗ rác rưởi hay sao? Làm sao hiện tại để trở thành bảo bối như thế? Ngay cả tấm gỗ vứt đi này của ngươi, ta nhìn ngay cả 3 khối linh thạch hạ phẩm đều không ai muốn đổi, đúng không? Còn muốn 3 vạn linh thạch thượng phẩm sao? Ngươi thật đúng là giảm ra giá đó. Chú Sạp nhớ mày, âm thanh lạnh lùng nói ra, 3 vạn linh thạch thượng phẩm đổi hay không mà thiếu một khối để không được. Nhìn xem chú Sạp một vẻ mặt vô lại, Mã Siêu tức giận đến mức siết chặt nắm đấm. Dương Thanh ngược lại là một vẻ mặt bình tĩnh, không thèm để ý chút nào. Với anh mà nói, 3 vạn linh thạch có thể đổi lấy được tấm gỗ đặc biệt này vẫn là đáng giá. Dương Thanh cũng lười nhiều lời, trực tiếp sảng khoái 10 phần lấy ra 3 vạn linh thạch đưa cho chú Sạp. Lập tức nụ cười trên mặt chú Sạp đều nhanh muốn nở hoa. Đây quả thực là gặp được thần tài. Hai tay dâng lên tấm gỗ đưa cho Dương Thanh. Một chú Sạp sát bên cạnh thấy thế, lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức nói với Dương Thanh, người đã tuổi, bảo vật của ta cũng đều rất tốt, từng cái đều so với tấm gỗ mà người mua này còn trân quý hơn rất nhiều. Người xem một chút, có cái gì cần ta có thể bán rẻ cho ngươi một chút. Dương Thanh ngay cả nhìn để không thèm liếc mắt nhìn lên hắn, quả quyết cự tuyệt ra, không cần. Hiển nhiên những người này đều đem Dương Thanh xem như một thằng ngốc nhiều tiền. Chỉ có Dương Thanh là biết rõ tấm gỗ nhưng không đáng chú ý gì này giá trị cao đến bao nhiêu. Tấm gỗ này tuy không cổ xưa hàng vạn năm như chú Sạp vừa đổ tung trời, nhưng mình có được mấy ngàn năm tuổi, mà lại là một linh thụ chỉ có ở tại cổ võ trung giới mới có. Bích ngọc linh thụ. Chất liệu của bích ngọc linh thụ đúng như tên của nó, hoặc nhìn thì như bích ngọc hiện ra sắc lục quang, nếu mở ra bên trong thì từ vòng tuổi nó cũng phải là màu bích ngọc đậm sắc. Bích ngọc linh thụ có độ cứng vật chất khá mạnh, nhưng đây cũng phải là ưu điểm lớn nhất của nó, mà ưu điểm lớn nhất của nó chính là linh khí ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng đậm, có thể dùng để tu luyện. Những điều này Dương Thanh cũng là từ ban đầu khi ở Thành Nam Tông tìm được một bản cổ tịch có ghi chép lại, bởi vì bích ngọc linh thụ cực kỳ hiếm thấy, suốt khoảng thời gian mà Dương Thanh ở tại cổ võ trung giới cũng đều chưa từng nhìn thấy. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy tại nơi đây. Chỉ có điều bề ngoài lại bị phủ kín bằng một lớp vỏ đen nhánh, mà lớp vỏ này là đen như mực, cũng vô cùng cứng rắn, không sử dụng một số thủ đoạn căn bản là không có cách nào loại bỏ được. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến không một ai có thể nhìn ra giá trị thật của tấm gỗ này. Dương Thanh cũng là tình cờ nhìn thấy tấm gỗ, sau đó nhìn kỹ liền phát hiện tấm ván gỗ này tờ hồ có chút không giống tấm gỗ bình thường, nhất định không hề đơn giản như nhìn từ vẻ bề ngoài. Thế là anh phóng thích ra thần thức, cẩn thận dò xét một phen. Lần xem xét này, anh liền phát hiện tấm gỗ quả nhiên không tầm thường. Vật chất đen nhánh bên ngoài kia là bởi vì có cường giả khi độ kiếp dẫn tới lôi kiếp bị sét đánh sau 3 ngày 3 đêm, nên mặt ngoài đã hình thành một lớp vật chất màu đen. Mà chất liệu bên trong thì trong đầu Dương Thanh lập tức hiện ra bích ngọc linh thụ. Sau nhiều lần xác nhận kỹ càng, Dương Thanh cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cho nên anh lập tức đưa ra ý định phải mua tấm ván gỗ này. Dương Thanh suy đoán có thể là cường giả cổ võ trung giới lúc trước đã dùng nó để tu luyện, kết quả tại thời điểm đột phá có lẽ đã không thể chống chịu được lôi kiếp mà chết,
từ đó để lại tấm ván gỗ bích ngọc linh thụ bị vật chất kỳ lạ che kín. Những người khác cũng vì nhìn vẻ bề ngoài đen như mực của nó mới trực tiếp xem như một món đồ phế phẩm tình cờ bị chú sạp nhỏ nhặt được dùng làm tấm rắc mông. Đúng như Dương Thanh suy đoán, chú sạp cũng là lúc đến thế giới mới nhìn thấy khối bích ngọc linh thụ này ở ven đường, hắn chỉ nghĩ ngồi lên sẽ thuận tiện hơn cho nên liền thuận tay mang theo. Nhưng chú sạp làm sao để không nghĩ tới, vậy mà lại có người yêu thích tấm ván gỗ nhìn đen như mực không chút nào thu hút này. Chú sạp quan sát kỹ càng Dương Thanh, tuy nói không thể từ trên thân Dương Thanh cảm nhận được khí tức võ đạo, nhưng hắn cảm giác được Dương Thanh cũng phải là kẻ xuẩn ngốc, chuyện này khiến hắn cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Cho nên chú sạp vào thời điểm đem tấm ván gỗ đưa cho Dương Thanh đã đặc biệt dùng hai tay cẩn thận kiểm tra một phen, muốn nhìn một chút tấm ván gỗ này đến cùng có phải là bảo vật hay không. Nhưng mặc cho hắn kiểm tra thế nào cũng đều thấy thường thường không có gì lạ. Đã không nhìn ra cái gì, chú sạp đành phải lập tức đem tấm ván gỗ đưa cho Dương Thanh. Dù sao thì nếu bỏ lỡ Dương Thanh một người giàu có thế này, có lẽ hắn sẽ không bao giờ có được cơ hội thứ hai. Vì để tránh cho Dương Thanh đổi ý, chú sạp sau khi đem tấm ván gỗ đưa vào trong tay Dương Thanh lại lập tức nói: người trẻ tuổi, đồ vật trong tay của ta bán đi coi như không được đổi trả, người nếu là đổi ý ta cũng tuyệt đối không có khả năng đem linh thạch trả lại cho ngươi. Đang khi nói chuyện, chú sạp vừa vội vàng cất đi ba vạn linh thạch mà Dương Thanh đưa cho, dường như sợ Dương Thanh sẽ đổi ý. Dương Thanh đương nhiên có thể nhìn thấu tiểu tâm tư của chú sạp, cười nhạt một tiếng nói ra: yên tâm đi, linh thạch ta đã giao cho ngươi chắc chắn sẽ không đổi ý. Chú sạp một cái mặt hài lòng giơ ngón tay cái lên với Dương Thanh. Dương Thanh cầm tấm bánh gỗ cũng một vẻ mặt hài lòng, trong lòng còn mang theo một chút kích động, thầm cảm thấy mình thật may mắn vậy mà tại thế giới mới mua được loại ván gỗ cực phẩm này. Dương Thanh mua được bích ngọc linh thụ cũng không phải là để cho mình tu luyện, mà là muốn dùng khối gỗ này luyện chế thành mấy tấm hộ thân phù. Căn cứ từ ghi chép bên trong cổ tịch, bích ngọc linh thụ luyện chế thành hộ thân phù hiệu quả cực cao. Nghĩ rằng mình không phải lúc nào cũng có thể ở lại bên cạnh vợ và con gái, cho nên anh đã nghĩ đến việc luyện chế hộ thân phù cho hai người, nhưng vẫn chưa tìm được chất liệu thích hợp. Tình cờ hôm nay gặp được, cho nên bất luận phải tiêu tốn bao nhiêu linh thạch, Dương Thanh đều kiên quyết muốn mua lại. Cho dù là vừa rồi, nếu chú sạp có muốn giở trò đòi linh thạch nhiều thêm một chút, thì Dương Thanh cũng sẽ đáp ứng. Nếu là vượt quá phạm vi Dương Thanh có khả năng thanh toán, thì Dương Thanh cũng sẽ không ngại dùng một chút tiểu thủ đoạn trực tiếp lấy đi. Cũng may chú sạp này coi như thức thời, thấy tốt thì lấy. Già hỏa này nhìn cũng ngốc, tại sao hết lần này tới lần khác cứ muốn mua khối gỗ rác rưởi, không ai muốn mua như vậy chứ. Thế giới của người có tiền thật là không thể hiểu được. Chú sạp này vận khí cũng thực sự là tốt đó, vậy mà gặp được thanh niên kỳ quái như thế. Mọi người chung quanh cũng nhìn không được mà liên tục cảm khái. Mà một chú sạp nhỏ khác ở bên ngoài thì đi theo bên người Dương Thanh không ngừng lý lo, nhỏ giọng nói: người trẻ tuổi, ta nói thật cho người biết, người bị tên kia lừa gạt rồi. Tấm gỗ tầm thường như thế này khắp nơi đều có, căn bản không có giá trị gì. Bảo vật trong tay ta để được mang tới từ cổ võ trung giới, đối với võ giả thế giới mới các ngươi có trợ giúp rất lớn. Dương Thanh nhất thời bất lực cười nói: tấm bánh gỗ trong tay ta cũng phải là thứ bình thường, mà là bảo vật thực sự. Cho dù giá trị của toàn bộ thần khí tại bên trong triển lãm bán hàng này cộng lại cũng có giá trị bằng tấm gỗ nhỏ trong tay ta.